Google Assistant là một cái ứng dụng mà gần như điện thoại Android nào cũng được tích hợp ha. Miễn là đời cao sau này là được tích hợp hết. Ví dụ đặt báo thức lúc 5 giờ chiều. Vào lúc 5 giờ chiều, đã đặt. Đó, thì nó sẽ đặt báo thức cho chúng ta luôn ha. Thì đối với iPhone này chúng ta có Siri. Đặt báo thức lúc 5 giờ chiều. Đó, gần như là không có tác dụng ha, trừ khi các bạn biết giỏi tiếng Anh. Nhưng mà trên iPhone này chúng ta sẽ cài được Assistant ha. Ứng dụng này ở trên App Store, các bạn lên App Store các bạn tải về ha, nó có dung lượng khoảng 200 MB, thì để xem là tác dụng của nó có tương tự như là Android hay không. Đó, thì các bạn cũng đăng nhập tài khoản Google. Video này mình sẽ thử coi. Nó có tác dụng giống như là trên Android hay không. Đó, các bạn cũng cấp cho nó một số cái quyền ha. Miro đồ á. Đặt báo thức lúc 5 giờ chiều. Xong rồi đây, chuông báo của bạn được đặt vào lúc 5 giờ chiều. Báo thức nè. Ồ. Nhưng mà trong cái đồng hồ này lại không thấy báo thức các bạn. Trên Google Assistant trên Android á, ví dụ đặt báo thức lúc 5 giờ chiều thì các bạn sẽ thấy được cái lệnh báo thức 5 giờ chiều có trong đồng hồ luôn ha, nhưng mà ở trên iPhone thì lại không có. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại xem là cái cách hoạt động của nó như thế nào. Báo thức lúc 2 giờ 24. Chắc chắn rồi, chuông báo của bạn được đặt vào lúc 2 giờ 24 phút chiều. Rồi để mình chờ đến 2 giờ 24 coi nó có hoạt động hay không. Bật báo thức ở trong đây, nó báo Assistant chuông báo thức lúc 14 giờ 24 đang bật, nhưng mà nó chỉ kêu thôi, nó chỉ kêu một cái thôi, tức là nó báo cho chúng ta chỉ có một cái thôi. Rõ ràng thì vẫn báo được nhưng mà không phải sử dụng ở trong giống như là cái ứng dụng mặc định của iPhone để báo thức, mà là báo thức trong Assistant luôn mà chỉ kêu một cái thôi. Vậy thì rất là khó mà để các bạn thức được ha. Mở camera. Vâng, hãy. Đó, đây là các bạn ra lệnh ha, rảnh tay các bạn ra lệnh. Rồi bây giờ đối với iPhone nè. À. Mở camera. Vâng, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ok, tức là cho phép truy cập vào tất cả các ảnh. À, tức là mình phải cấp cái quyền ban đầu cho nó ha, để làm lại nha. Mở camera. Được chứ, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mở Google Chrome. Đang mở Chrome. À, đối với cái những ứng dụng khác thì chúng ta không cần phải cấp quyền ha. Mở ứng dụng máy tính. Để yêu cầu tôi tính toán, bạn có thể nói những câu như tăng của 90 độ bằng bao nhiêu hoặc 10% của 71 bằng bao nhiêu. Ngoài ra, bạn có căn bậc 2 của 58 bằng bao nhiêu. Mở ứng dụng máy tính. Đang mở calculator. À, ý là cái này mình nói tiếng Việt luôn nhưng mà nó hiểu tiếng Anh luôn trên Android ha. Tăng âm lượng lên tối đa. Tôi hiểu rồi. Tăng âm lượng lên tối đa. Tôi hiểu rồi. Bạn hãy hát một bài nhạc trẻ em. Ok, tôi hát đây. Hãy mở loa lên và thưởng thức nhé. Hát ngay. Hát ngay bài ca này. Giai điệu không có tên, tôi chỉ biết đắt hát không có lên. Tôi chờ bạn hỏi câu này mãi. Các bạn nghĩ sao khi Google Assistant cài đặt ở trên iPhone, thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.